cất lên từ ngàn đời. Mẹ Âu Cơ từ xa xưa đi khai thiên lập địa, lạc long quân cung bao con đi xa nơi biển cả để đón nước mây sức gió một khát vọng mãi sông xa. Ôi bao gian lao Việt Nam ta, ôi bao yêu thương Việt Nam ta, ngàn lời ru trong bao một màu xanh như áo cha để mẹ lại ru trong bao la. Quý vị vừa thưởng thức ca khúc Đất nước lời ru, một ca khúc mang âm hưởng ca trù do nhạc sĩ Văn Thành Nho sáng tác với phần trình diễn của các hội viên thuần chay chúng tôi từ Âu Lạc Việt Nam vào tháng 11 năm 2006 tại Thái Lan.
Today's A Journey Through Aesthetic Realms, Music and Poetry will be presented in Oraxese or Vietnamese with subtitles in Arabic, Chinese, English, French, German, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Persian, Portuguese, Spanish, and Russian. Chương trình thơ nhạc tình yêu và tâm linh là tiếng nói của những tâm hồn tràn đầy khát vọng, yêu thương và hiến dâng, chan hòa trong mỗi tình huống của những cảnh đời trầm luân và hệ lụy. Thơ và nhạc, tình yêu và tâm linh là cung điệu của tấm lòng từ ái, âm vang nội thiết tha độ lượng, mênh mang giữa đất trời, giữa cao cả và đắm chìm, giữa lòng lòng và trùng vây, giữa si mê và liễu ngộ. Thơ và nhạc, muôn đời vẫn là tiếng nói chân thành của trái tim rộng mở, chuyên chở nhân gian qua cõi mịt mù, để từ đó thăng hoa những tâm hồn hướng thượng và xiển dương cho những giá trị tâm linh cao cả của thân phận con người. Trong giây phút này, kính mời quý khán giả lắng tâm tư, chan hòa trong dòng suối âm thanh của chương trình thơ nhạc tình yêu và tâm linh qua những thi phẩm và nhạc phẩm của Thanh Hải Vô Thượng Sư và các nghệ sĩ tài danh như nhà thơ Đinh Hùng, Huy Cận, Vũ Hoàng Chương, Lưu Trọng Lư, nhạc sĩ Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Trần Quang Lộc, Nhật Ngân. Ngâm thơ là một nghệ thuật cổ xưa của Âu Lạc Việt Nam đang trở nên rất hiếm quý. Trong thời hiện đại, thật là một điều quý giá mỗi khi chúng ta có dịp được thưởng thức qua giọng ngâm của những nghệ sĩ tài danh và Thanh Hải Vô Thượng Sư. Từ thời niên thiếu, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã vô cùng yêu chuộng thơ văn. Khi còn trong tuổi học sinh tại Âu Lạc Việt Nam, Ngài đã rất trân quý thể loại văn chương tao nhã này. Chương trình thơ nhạc hôm nay được phụ họa bởi các nhạc cụ Âu Lạc cổ truyền do các nghệ sĩ tài hoa trình tấu. Ngoài hiên giọt mưa thu thánh thót rơi, trời lắng u buồn, mây hắt hiu ngừng trôi, nghe gió thoảng mơ hồ, trong mưa thu ai khóc ai than hờ, vài con chim chiêm kêu trên cành như nhủ trời xanh. Châu buông mâu dương thế bao la sầu, người mong mây tan cho gió hiu hiu lành, mây ngỏ trời xanh, chắc gì vui mưa còn rơi, bao kiếp sầu ta nguôi. Mùa thu, mùa của thí nhân vì mấy thú đẹp, nặng thú vàng, tình thú tha thiệt.
Nhưng khi những nẹt thú kiều diệm bị che khuất bởi một không gian tế tại, thì không những chỉ có trời thú buồn, mà cảnh vật chúng quanh cũng nhuộm màu ủ dột, như xót thương những mảnh đời xa cách. Từng giọt mưa thu vẫn thảnh thoạt rơi đều. Người mong mây tan cho gió hiu hiu lành, mây ngỏ trời xanh. Chắc gì vui mưa còn rơi, bao kiếp sầu ta nguôi. Chẳng mùa lê thế đến bao năm nữa trời, vợ chồng ngâu hay lắm mà. Bán vé được không? Bán bao nhiêu tiền một cái vé vậy? Hả? Chuyển răng mà không được. Được chuyển răng mà không được. Lợi thì có lợi, những răng chẳng còn. Quý khán giả, hàng năm đại lễ Vu Lan lại trở về vào trung tuần tháng 7 âm lịch. Theo truyền thống Phật giáo, Vu Lan là dịp lễ nhắc nhở về lòng hiếu kính đối với các bậc sinh thành trong kiếp hiện tại cũng như trong bao tiền kiếp. Mùa Vu Lan còn được gọi là mùa báo hiếu, phát xuất từ sự tích của Ngài Mục Kiền Liên là một đại đệ tử xuất gia của Đức Phật Thích Ca đã cứu mẹ thoát khỏi địa ngục trầm luân nhờ lòng hiếu đạo chí thành. Ngày nay, trong dịp lễ Vu Lan, người Âu Lạc Việt Nam đều hướng lòng tri ân đến song thân, nhất là đến người mẹ hiền, suốt đời tận tụy, hy sinh. Trên phương diện tinh thần, nhân loại cũng có những người mẹ, người cha tâm linh tôn kính, dìu dắt đàn con lạc loài qua những phong ba bão tố của cuộc đời. Chúng con kính xin chân thành tri ân Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư luôn là ánh sáng từ bi, soi đường cho chúng sinh tìm về nguyên thủy của linh hồn, để trần gian sớm thành một cõi thiên đàng của thuần chay, hòa bình và tình thương vô ngã. Chương trình thơ nhạc tình yêu và tâm linh hôm nay nhân mùa lễ Vu Lan kính mời quý vị thưởng thức những dòng thơ thanh thoát của cố hòa thượng Huyền Không Thích Mãn Giác.
Hòa thượng Thích Mạng Giác, đạo hiệu là Huyền Không, sinh năm 1929 tại cố đô Huế, Âu Lạc, đã đảm nhận nhiều trọng trách trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam và giảng dạy về triết học Đông Phương và văn hóa Đại Cương. Thiền sư Mạng Giác được xem là một cây cổ thụ trong chốn Tùng Lâm Phật học. Trong niềm ngậm ngùi thương tiếc, một bậc cao tăng từng tận tụy dấn thân trên con đường vị tha phục vụ nhân sinh, khi được tin Hòa thượng Thích Mạng Giác viên tịch vào ngày 13 tháng 10 năm 2006, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã xúc cảm xuất khẩu thành thi hai bài thơ Đóa Sen Vàng và Sayonara thành kính tưởng niệm Ngài Mạng Giác. Một đóa sen vàng đã ra đi, trần gian ai mấy luyến lưu gì, nhưng người ở lại sầu tám giới, hỡi đóa sen vàng sao vội đi. Kiếp nhân sinh vốn vô thường huyễn mộng, đẩy xô nhân loại vào chốn tự sinh, đâu là mộng, đâu là thực, lòng đã bao phen tự hỏi lòng. Hôm qua mộng thấy tụng kinh, tỉnh ra mới biết chính mình là trăng, bao nhiêu cát của sông Hằng, là bao nhiêu kiếp đã tằng tự sinh. Giữa mộng và thực, giữa ở lại và ra đi, giữa còn và mất, đâu là định nghiệp, đâu là con đường giải thoát. Và ở giữa dòng đời mênh mông mờ ảo đó, tấm lòng đại lượng từ bi chỉ muốn đem lại hoa thơm cỏ lạ, hương vị thanh cao, hầu làm vơi bớt những lao khổ nhọc nhằn của một kiếp nhân sinh. Cho xin một đóa hoa hồng đem về cắm giữa dòng sông cuộc đời, hương thơm bát ngát tình người, say sưa tụng mãi những lời kinh xưa. Hôm qua mộng thấy tụng kinh, tỉnh ra mới biết chính mình là trăng, bao nhiêu cát của sông Hằng, là bao nhiêu kiếp đã tăng tự sinh. Lang thang nghiệp chướng tội tình, con chim nó hót bình minh đến rồi, thời gian phủ mộng đầy vơi, mỉm cười ta ngủ xa xôi kiếp nào. Đêm hồng tràn ngập chiêm bao, mà nay ta đã đi vào trần gian. Đêm này ngồi tụng kim cang, sắc không mộng huyền cứu mang với người. Trong mơ thấy đóa hoa tươi, bây giờ tỉnh dậy ta cười với ta. Giang tay đón cả ta vào, lòng nghe rợn ngược hẳn xa kiếp rồi. Ngày xưa trang tử bồi hồi, giữa mình và bướm ai ngồi ngắm nhau.
Bây giờ xuân đến lòng đau, ai mang áo cũ bạc màu mùa đông. Cho xin một đóa hoa hồng đem về cắm giữa dòng sông cuộc đời. Hương thơm bát ngát tình người say sưa tụng mãi những lời kinh
đón cả ta bà lòng nghe rờn ngườm hằng xa kiếp rồi ngày xưa trang tự bồi hồi giữa mình và bướm ai ngồi ngắm xuân đến lòng đau ai mang áo cũ bạc màu mùa đông cho xin mùa đó hoa hồng đem về cắm giữa dòng sông cuộc đời hương thơm bát nhã tùng mãi những lời kinh sân đời sống vốn là huyễn mộng, như gió thổi, như mây bay, biến đổi vô lượng như một giấc chiêm bao, không có gì là vĩnh cửu. Có không đùa giỡn tháng ngày, bao nhiêu phiền não rủ bay bao giờ, đá kia ngồi đếm mộng mơ, nước bao nhiêu nữa cũng về biển trong. Những vọng tưởng, những mê lầm, những ân oán phù du cũng theo nhau trôi về cuối nẻo của mênh mông đất trời. Còn lại chăng là trái tim hạnh ngộ, là nụ cười vị tha nở ra giữa lòng nhân loại như một biểu tượng của yêu thương và vĩnh cửu. Ngàn năm mây trắng thông dong, phiêu bồng hóa hiện mênh mông cuối trời. Còn đây một đóa hồng tươi, trên môi nhân loại nụ cười còn nguyên. Hãy đi qua cuộc đời với phong thái nhẹ nhàng, không ưu tư, không vướng mắc. Hãy phiêu lãng như mây trời, hãy nhẹ nhàng như nước chảy hoa trôi, hãy như cánh nhạn bay qua hồ không còn lưu dấu tích. Hãy đến và đi như gió thoảng trên đồi, cuộc phù sinh cũng là cơn mộng nhỏ. Có không đùa giỡn tháng ngày, bao nhiêu phiền não rủ bay bao giờ, đã kia ngồi đêm mộng mơ, nước bao nhiêu nữa cũng về biển trong. Phiêu bồng hóa hiền mênh mông cuối trời, còn đây một đóa hồng tươi trên môi nhân loại nụ cười còn nguyên. Bao nhiêu phiền não dù bay
giờ đã kia ngồi đêm mộng mơ, nước bao nhiêu nữa cũng về biển trong. Ngàn năm mây trắng thông dong phiêu bồng hoa hiền mênh mông cuối trời, còn đây một đóa hồng tươi trên môi nhân loại nụ cười còn nguyên. Có không đùa giỡn tháng ngày, bao nhiêu phiền não ru bay bao giờ, đã kia ngồi đêm mộng mơ, nước bao nhiêu nữa cũng về biển trong. Ngàn năm mây trắng thông dong phiêu bồng hoa hiền mênh mông cuối trời, còn đây một đóa hồng tươi trên môi nhân loại nụ cười còn nguyên. Quý khán giả, trong chương trình thơ nhạc tình yêu và tâm linh nhân mùa lễ Vu Lan, chúng ta đã thưởng thức nhạc phẩm Giọt Mưa Thu do Thanh Hải Vô Thượng Sư Ngẫu Hứng hát trong một buổi họp mặt với các hội viên chúng tôi vào ngày 16 tháng 2 năm 1991 tại San Jose, California, Hoa Kỳ. Ca khúc này do nhạc sĩ Đặng Thế Phong sáng tác nhạc, lời của nhạc sĩ Bùi Công Kỳ. Tiếp nối chương trình là hai thi phẩm của Huyền Không Thích Mạng Giác, bút hiệu Huyền Không, với tựa đề Tỉnh Giấc Chiêm Bao và Mây Trắng Thông Dông do Thanh Hải Vô Thượng Sư diễn ngâm, trích từ DVD 770
đỏ sen vàng. Thi phẩm Tỉnh Giấc Chiêm Bao đã được nhạc sĩ Bảo Chấn phổ thành ca khúc qua phần trình bày của nữ ca sĩ Kim Cúc. Nhạc sĩ Hồng Khanh phổ nhạc thi phẩm Mây Trắng Thông Dong với tiếng hát của ca sĩ Thế Vĩ. Nhạc sĩ Bùi Công Kỳ sinh năm 1919 tại Nam Định, miền Bắc Âu Lạc. Ông soạn lời cho nhạc phẩm Giọt Mưa Thu của Đặng Thế Phong. Các ca khúc khác của ông gồm có Mừng Xuân Tuổi Thơ Vui Ca Múa, Anh Và Tôi. Sinh năm 1918 tại thành phố Nam Định, Đặng Thế Phong là một trong những nhạc sĩ thuộc thế hệ tiên phong của nền tân nhạc Âu Lạc. Nhạc sĩ Doãn Mẫn ghi nhận. Đặng Thế Phong là người hết sức tài hoa, anh chơi được rất nhiều nhạc cụ. Anh sáng tác Giọt Mưa Thu, Con Thuyền Không Bến từ khi còn rất trẻ. Có thể nói sự ra đi của anh là một tổn thất lớn đối với bạn bè và cho cả những người yêu mến âm nhạc Việt Nam. Nhạc sĩ Bảo Chấn sinh năm 1950 tại Huế, miền Trung Âu Lạc. Phụ thân anh là một nhạc sĩ cung đình, vốn có năng khiếu và với lòng yêu thích âm nhạc, nên sau khi tốt nghiệp Trường Quốc gia Âm nhạc Huế, với kiến thức về nhạc cụ cũng như hòa âm phối khí, anh đã sáng tác nhiều ca khúc thuộc thể loại nhạc trẻ. Tác phẩm đầu tay của anh là bài ca Chưa Viết Hết Lời vào đầu thập niên 1980. Trong số những nhạc phẩm tiêu biểu của nhạc sĩ Bảo Chấn gồm có Một Ngày Mùa Đông, Hoa Cỏ Mùa Xuân, Nỗi Nhớ Dịu Êm. Trân quý dòng nhạc và tấm chân tình của nhạc sĩ Bảo Chấn dành cho quê hương, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã ân cần gửi quà tặng cùng những lời chúc thân ái của ngài. Những cái dòng thơ của ngài Thanh Hải đã gây cho tôi một cái chấn động về tình cảm. Nhiều bài dễ thương lắm, nhiều bài này nó hồn nhiên mà nó rất là thật, không có một chút sao ngôn trong nào hết. Cái đó nó chạm được cái trái tim mình, thì do đó tôi viết ra. Trong một liên hoan các ban nhạc Âu Lạc Việt Nam vào đầu thập niên 1990, khi là một nhạc công thể loại nhạc jazz, pop, nhạc sĩ Hồng Khanh được phát hiện là một tay đàn keyboard xuất sắc. Khi Trung tâm Ca nhạc Lan Anh thành lập, nhạc sĩ Hồng Khanh được mời cộng tác với chức vụ trưởng ban biên tập. Sau đó, nhạc sĩ Hồng Khanh mở phòng thâu âm và thực hiện các chương trình âm nhạc của những nghệ sĩ khác. Nhạc sĩ Hồng Khanh đã nhận được quà cùng lời chúc tốt đẹp của Thanh Hải Vô Thượng Sư. Anh đã biên thư kính gửi ngài như sau. Thưa cảm tạ, tôi là một nhạc sĩ bình dị và giản đơn như muôn vàn nhạc sĩ khắp nơi trên thế giới này. Với những người nghệ sĩ như chúng tôi, được sống và làm việc trong không gian nghệ thuật mà mình yêu thích đã là một niềm hạnh phúc rồi. Vừa rồi, tôi có hân hạnh nhận được phần quà do đại sư ban tặng. Tôi xin được gửi lời cảm tạ đến đại sư. Giá trị món quà có ý nghĩa rất đẹp về tinh thần, đẹp ở sự trân trọng nghệ thuật, đẹp từ lời thơ chuyển thành tiếng hát, rồi đến sự cảm nhận của người nghe. Tất cả cái đẹp ấy là nét đẹp của nghệ thuật chân chính mà bản thân tôi chỉ đóng góp một phần nhỏ bé của mình trong đó. Xin cảm tạ về sự ghi nhận phần đóng góp nhỏ bé này, và đó cũng là niềm hạnh phúc của những người nghệ sĩ chúng tôi. Xin chúc đại sư sức khỏe và ân điển của trời đất ban tặng cho ngài. Kính thư, nhạc sĩ Vũ Hồng Khanh. Nữ ca sĩ Kim Cúc được khán giả biết đến qua các ca khúc như Qua Trường Cũ, Ngày Giã Biệt, Mùa Phượng Thắm, cũng như các bài thánh ca như Ngàn Lời Ca Chúa, Tôi Hiền Của Chúa. Nam ca sĩ Thế Vĩ là giảng viên thanh nhạc tại miền Nam Âu Lạc Việt Nam, thường trình bày các ca khúc trữ tình về quê hương như Bạc Liêu Mãi Trong Tôi, Về Quê, Nhớ Về Thầy Tôi.
chân thành cảm ơn quý vị đã cùng xem chương trình thơ nhạc tình yêu và tâm linh. Xin quý vị giữ đài truyền hình Vô Thường Sư và đón xem danh nhân Trường Chay. Kính chúc quý vị cùng gia quyến được an bình và hạnh phúc trong ân sủng thiêng liêng. Thank you for watching A Journey Through Aesthetic Realms, Music and Poetry. Please stay tuned to Supreme Master Television for Vegetarian Elite. May peace and joy be with you and your family in divine grace. Quý vị đón xem trên truyền hình Vô Thường Sư vào thứ Bảy 20 tháng 8 2011 chương trình thơ nhạc tình yêu và tâm linh gồm các thi phẩm và ca khúc phổ nhạc từ nguồn thơ Đinh Hùng, một thi nhân lỗi lạc của nền văn chương Âu Lạc Việt Nam. Chưa gặp em, tôi đã nghĩ rằng có nàng thiếu nữ đẹp như trăng, mắt xanh là bóng dừa hoang dại. For more details, please visit www.suprememastertv.com/mp.